Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh KD Anime. Kaito Kid được biết đến như là một siêu trộm lừng lẫy quốc tế, kẻ mà đi đến đâu là khiến cảnh sát đau đầu đến đó, cũng là người khiến Conan phải dùng 100% công lực não để ngăn chặn việc hắn cướp lấy những bảo vật giá trị. Nhưng mà chỉ hoàn hảo như vậy thì đã không nói, thiên tài với chỉ số IQ cao nhất vũ trụ Conan mình vừa đề cập ở trên, thực chất lại là một ông hoàng nghiệp quật chính hiệu. Vậy thì lý do tại sao anh người yêu quốc dân lại được ưu ái đặt cho cái biệt danh này? Hãy xem hết video để biết được sự thật nha! Còn bây giờ thì, Katie go! 1. Đi trộm không coi ngày. Nhắc đến Kaito Kid, fan hâm mộ liền nghĩ ngay tới một anh chàng siêu trộm vừa đẹp trai vừa tài năng, nhưng mà ít ai nhớ tới cái nghiệp nghìn kiếp mỗi khi mà đi trộm mà quên xem ngày của cậu. Trong vụ trộm viên đôi môi nàng tiên, Kid đã lựa chọn đóng giả làm Kazuha để thuận tiện thực hiện kế hoạch nhắm vào bảo vật của tập đoàn Suzuki. Đến đây thì mọi chuyện vẫn không có gì đáng nói, cho tới khi chúng ta nhận ra ở góc nào đó cũng có một anh chàng thám tử với nước sáng ngăm đen đang nhắm vào Kid, mà đúng ra là nhắm vào người con gái mà cậu đang mượn thân phận. Mình đảm bảo là lần thực hiện phi vụ này sẽ được ưu ái nằm trong những vụ trộm để đời nhất của Kaito Kid, vì chàng ảo thuật gia đã xé mất đi nụ hôn đầu. Từ đó có lẽ Kid cũng suy ra được một bài học đắt giá là không nên cải trang thành những người đã có đối tượng hoặc là người đang được yêu thầm. Vào một lần đi trộm khác, không biết là có phải Kid bước chân trái ra đường hay không, vì hôm đó cậu đúng chuẩn là con cưng của thần đen đủi. Trong Conan OVA 10, Kid nằm không cũng dính đạn khi mà bị chiếc máy bay đồ chơi do Genta điều khiển làm hỏng mất diều lượn. Chưa kể, bọn nhỏ còn xem Kid làm mối câu, làm anh chàng bị vướng vào một cành cây, sau đó thì bị một đội quân bò sát tấn công, rồi xui xẻo hơn nữa là bị một con rắn tập kích bất ngờ. Nhưng mà may sao, ông trời vẫn rủ lòng thương anh chàng một chút vì nhờ có gương mặt giống với Shinichi nên siêu trộm ánh trăng không bị bọn trẻ phát hiện. Tuy nhiên, đời mà xui thì phải xui cho toàn tập. Kid và đội thám tử nhí vừa có với nhau vài giây yên bình thì ngay lập tức biến căng lại ập đến. Hào quang đen đủi của anh chàng đã thành công triệu hồi ra một con lợn rừng khiến cả nhóm phải bỏ chạy thục mạng. Sau khi cùng nhau ăn uống thỏa thích, Kid cùng đội thám tử nhí lên một chiếc xe trên đường ray. Không biết bằng một lý do vi diệu nào đó mà đường ray lại bị mất một đoạn, và thế là anh chàng số nhỏ cùng bọn trẻ đã bị rơi xuống, và xui xẻo hơn là sau cú va chạm, Kid đã đánh rơi mất viên giọt lệ của Artemis. Sau đó thì anh chàng và lũ trẻ liên tiếp đón một tá những xui xẻo khác. Nào là cá sấu tập kích, lợn rừng đuổi theo và đen đủi nhất là suýt nữa bị bắn chết. Nhưng may là Conan đã đến cứu nguy kịp thời, và cũng vì muốn cảm ơn anh chàng siêu trộm đã bảo vệ đội thám tử nhí mà cậu nhóc đã tạm tha cho Kid. Nhưng mà dường như Conan cũng đã tính cả rồi, những tưởng anh chàng Kid có thể bình an lành lặn mà quay về nhà. Nhưng không, lại bằng một sự sắp đặt nào đó mà ảo thuật gia ánh trăng của chúng ta trôi dạt ra biển lớn. Và điều gì đến cũng sẽ đến, nguyên một đại dương đầy cá đang đợi cậu, thậm chí có một con còn bật lên khỏi mặt nước và rơi thẳng vào vòng tay của anh chàng. Dành cho những ai chưa biết thì cá được coi là kẻ thù không độ trời chung với Kaito Kid. Bài học rút ra cho chúng ta ở đây là trước khi ra khỏi nhà hãy coi lại ngày giờ, cần thiết hơn thì cố gắng bước chân phải ra ngoài cửa nha. 2. Thả thính nhầm người. Ở một diễn biến khác, cũng vào một ngày đi trộm nhưng mà bước chân trái ra khỏi cửa, Kid đã vô tình đụng độ với hệ thống an ninh tốt nhất thế giới, đó là Kyogoku Makoto. Như chúng ta đã biết, đàn ông đáng sợ nhất khi ghen. Và càng đáng sợ hơn nếu như người ghen là hoàng tử karate với 400 trận bất bại. Và Kid chính là trường hợp xui rủi bị đánh ghen đó. Chỉ vì quá đào hoa lại vô tình cướp đi trái tim của cô nàng tiểu thư Sonoko, người đã là hoa có chậu, mà cái chậu đó lại không bình thường. Đã vậy còn lựa chọn hồi âm thư thách đấu của ngài cố vấn Suzuki Jirokichi vào đúng hôm Makoto ra mắt nhà bạn gái. Quả này thì đúng là thôi rồi lỡ bơi luôn. Vì trước giờ, Kid luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi đi trộm và chưa bao giờ bị cảnh sát bắt được, nên rất nhiều lần fan hâm mộ đã dự đoán rằng Makoto cũng sẽ phải chịu cảnh dương cờ trắng trước gã trộm danh ma này. Nhưng mà mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Đúng là Makoto đã phải đứng hình mất 5 giây khi nhìn Kid dùng đạo cụ treo lên nóc tòa nhà. Nhưng gia đình bạn gái đã không tiếc tiền thì anh cũng chẳng cần giữ của. Makoto đã nhanh trí phá luôn mấy cây trụ trống rồi lấy đà bật lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả Kid lẫn Conan. Trước màn phô diễn tài năng phi thường ấy, siêu trộm ánh trăng còn phải thốt lên. Đúng là hệ thống an ninh tốt nhất thế giới. Đó không phải là lần chạm trán duy nhất giữa hai anh chàng. Trong lần gặp lại ở movie 13, cú đấm sapphire xanh
khi Makoto nói đã từng gặp Shinichi ở đâu đó, thì Kid lúc ấy đang đóng giả làm Shinichi ngay lập tức giận tóc gáy mà nhớ về ký ức kinh hoàng trước đây. Cũng trong movie này, Sonoko còn luôn miệng khen Kid mà quên mất rằng anh người yêu cũng đang ở gần đó. Có anh chàng siêu trộm lúc này đang đóng giả làm Shinichi ở một góc nào đó sợ mất mật khi thấy cây thương bị Makoto bóp cho biến dạng. Chắc là sau này Kid cũng phải tém tém lại mỗi khi đụng mặt cô nàng tiểu thư danh giá của tập đoàn Suzuki thôi, chứ không thì sợ rằng là cái mạng cũng chẳng còn đấy chứ. 3. Giao kèo thua lỗ với Conan. Tàu tốc hành Belchi là một trong những vụ án để lại nhiều ấn tượng nhất cho fan hâm mộ vì có sự xuất hiện của tổ chức áo đen và đánh dấu một trong những lần hợp tác hiếm hoi giữa Conan và Kaito Kid. Trên con tàu xa hoa, Kid và đồng bọn tiếp tục chuẩn bị thực hiện một phi vụ mới. Cứ ngỡ lần này mọi chuyện sẽ êm đẹp, ai ngờ ở đâu có Kid, ở đó có Conan. Và cũng như mọi lần khác, thám tử nhí lại dễ dàng phát hiện ra thân phận của nhà ảo thuật gia ánh trăng phía sau lớp cải trang. Vì để đánh lừa Vermao và Bourbon, lúc đó đang làm nhiệm vụ thanh trừ series, Conan đã nhờ Kid đóng giả làm series và tạo hiện trường giả là cô nàng đã chết trong vụ nổ để hòng qua mặt tổ chức. Kết cục thì ai cũng biết rồi, Haibara vẫn sống sót an toàn, còn anh chàng siêu trộm đáng thương của chúng ta thì bay đi trong bộ dạng không thể nào thảm hơn được nữa. 4. Phải trả giá vì lột đồ bừa. Kaito Kid được biết đến là một tên trộm có nguyên tắc, cậu chỉ trộm những thứ thuộc về mình, nếu không phải thì cậu sẽ trả lại cho chủ nhân thực sự của nó. Là bậc thầy cải trang và sẵn sàng ra tay lột chân những bộ quần áo cảnh sát để phục vụ cho kế hoạch, nhưng Kid luôn có một nguyên tắc ngầm là không bao giờ lột quần áo của phụ nữ. Đúng là chàng ảo thuật gia cũng có đôi lần hóa trang thành phụ nữ, nhưng mà đều lựa chọn đi đường vòng. Ví dụ như là giả làm nhân viên giặt là để trộm đồ của Ran, tạt Coca vào Kazuha rồi đem một bộ đồ khác, sau đó đánh ngất cô nàng để tráo đổi thật giả, hay thẳng thắn hơn là đề nghị luôn với người được lựa chọn như trong trường hợp của Sonoko. Nhưng mà đến lượt Sera Masumi thì lại khác, Kid trực tiếp lột đồ luôn. Cơ mà cậu không phải biến thái hay là đại loại như thế đâu, chẳng qua là do Masumi quá giống con trai thôi. Thử tưởng tượng nếu bạn là một tomboy trước sau như một, đã vậy là còn đi vào nhà vệ sinh nam thì ai mà nghĩ bạn là nữ được cơ chứ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Kid đã vô tình phá hủy mất quy tắc quan trọng bậc nhất tự mình đặt ra mất rồi. Vì vậy ăn nguyên một cước của Masumi cũng không có gì oan ức. 5. Hào quang nam chính bất ổn. Khác hoàn toàn với hào quang nam chính của Conan, Kid dường như thường xuyên bị sao chổi, chiếu mệnh trong chính series mang tên mình. Vào ngày lễ tình nhân, như mọi khi, Kaito nhận được hàng tá chocolate từ các cô gái, nhưng vì tham lam nên là cậu vẫn chấp nhận bon chen yêu cầu của Akako Kiyozumi tặng chocolate cho mình. Nhưng đời đâu như là mơ, Akako đã nói. Nhưng tất nhiên, Kaito không đồng ý. Điều này đã vô tình làm bại lộ thân phận siêu trộm Kid của anh chàng. Vì theo một lời tiên tri thì trên đời chỉ có duy nhất Kaito Kid là người đàn ông không hề khuất phục trước vẻ đẹp của Akako. Và cũng chính vì điều này nên là nhân lúc Kid thực hiện phi vụ, cô nàng đã chuẩn bị một loạt các trận pháp để ngăn chặn và vạch trần thân phận thật của cậu. Chỉ vì một hộp chocolate mà Kid mất cả trí lẫn trải, vừa bị bại lộ thân phận, vừa ăn hành, lên bờ xuống ruộng, xem chút nữa là siêu trộm ánh trăng đi đời luôn rồi. Vậy mới thấy rằng là ngoài Conan, kẻ đủ sức làm Kid xanh mặt đúng là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà lỡ họ mà hợp tác với nhau thì Kid chuyển nghề đi cho lành, chứ trộm đã không xong mà còn đau tim giảm thọ nữa. Trên đây là những lần người chồng quốc dân của bao chị em bị sao nghiệp chiếu vào đầu. Nếu mà các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào hay là biết thêm những lần Kid bị vận xui ám quẻ nữa thì đừng ngần ngại comment cho chúng mình biết thêm với nha. Và hy vọng KD Anime sẽ nhận được nhiều hơn nữa những ý tưởng thú vị của mọi người để tiếp tục cho ra lò thêm những video thú vị trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 17 giờ thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Bye!